Phạm Băng Băng bị đồng nghiệp xa lánh, lặng lẽ đón sinh nhật một mình. Đối với làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng không chỉ là tên tuổi hạng A showbiz mà còn là một biểu tượng của quyền lực và sắc đẹp. 20 năm lăn lộn showbiz, nữ hoàng họ Phạm gặt hái vô số thành công, trở thành ngôi sao vương tầm thế giới với vô số giải thưởng kèm hình ảnh ấn tượng. Vậy nhưng cái giá mà người đẹp này phải trả khi bị phát giác hành vi gian lận trốn thuế đã biến Phạm Băng Băng trở thành con người hoàn toàn khác trong mắt khán giả. Mới đây là sinh nhật của Phạm Băng Băng. Trong ngày đặc biệt này, nữ diễn viên chỉ đăng hình mừng sinh nhật giản dị bên nữ quản lý Dương Thiên Chân cùng với những hành động khá thân mật. Dường như sau biến cố bị phong sát, mọi dịp đặc biệt của Phạm Băng Băng chỉ có Dương Thiên Chân là luôn có mặt. Trước đây, khi sự nghiệp chưa đổ vỡ, sinh nhật của Phạm Băng Băng đều rộn ràng, bạn bè đồng nghiệp cùng chúc mừng, fan tấp nập gửi hoa quà. Tuy nhiên, cuộc sống của diễn viên nhiều thay đổi sau khi cô bị phạt vì trốn thuế. Sự nghiệp diễn viên hiện gặp khó khăn, fan quay lưng, đồng nghiệp ngần ngại dè chừng. Có thể nói 3 năm sau bê bối lớn, Phạm Băng Băng đã mất đi quá nhiều thứ. Thời điểm trước scandal, nữ diễn viên có cuộc tình đẹp và cực kỳ ngọt ngào bên Lý Thần. Cặp đôi thậm chí đã đính ước và sẵn sàng cho một đám cưới hoành tráng nhất trong lịch sử showbiz. Vậy nhưng mọi thứ đã trở thành bong bóng xà phòng khi nữ diễn viên họ Phạm quyết định nói lời chia tay với Lý Thần vì cảm thấy rằng mình đã liên lụy và làm tổn thương bạn trai quá nhiều. Tiếp theo đó, sự nghiệp của Phạm Băng Băng đình trệ hoàn toàn trên chính thị trường đại lục. Không phim ảnh, không tham gia show truyền hình, liên tục bị hạn chế hình ảnh trong thời gian cấm vận. Phạm Băng Băng vắng bóng trong loạt sự kiện lớn của showbiz Hoa ngữ từ năm 2018 tới tận bây giờ. Tại lễ trao giải Hoa đỉnh năm 2020, nữ diễn viên đối mặt với khoảnh khắc vô cùng ê chề. Ban đầu, nữ thần họ Phạm được mời tới dự với tư cách khách mời đặc biệt để trao giải cho những người chiến thắng. Trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng hồ hởi khoe loạt ảnh tạo hình cực kỳ sang chảnh trước khi đi thảm đỏ. Khi buổi lễ diễn ra được nửa chừng, ban tổ chức đột nhiên thông báo với Phạm Băng Băng, nói rằng do có thay đổi đột xuất nên cô không thể tiếp tục làm khách mời trao giải. Nàng võ mị nương buộc lòng phải rời đi. Sau khi biết tin, Phạm Băng Băng tỏ vẻ khó chịu phải ra về cùng ekip trong sự tức giận và xấu hổ. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến sự việc này chưa được chia sẻ, nhưng nhiều netizen vẫn cho rằng nó có liên quan đến scandal trốn thuế của cô. Sau đó, Weibo còn cho xóa sổ dòng hashtag trạng thái của Phạm Băng Băng sau sự kiện, dù rằng đây đang là chủ đề hot trên mạng xã hội. Tiếp theo đó, người hâm mộ chỉ nhìn thấy Phạm Băng Băng xuất hiện tại các sự kiện nhỏ lẻ kém hoành tráng và không có quy mô. Việc phải ngồi chung hàng ghế với dàn sao hạng C hạng D của showbiz khiến vị thế của người đẹp họ Phạm bị hạ giá quá nhiều. Không thể quay trở lại showbiz xứ Trung, Phạm Băng Băng đánh mạnh vào thị trường nước ngoài. Trong vòng 3 năm, người đẹp lên bìa vô số tạp chí quốc tế, từ châu Á đến châu Âu. Vậy nhưng ngay trên chính thị trường đại lục, nữ diễn viên vẫn bị ghẻ lạnh. Tháng 12 năm 2020, Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa cùng lên bìa tạp chí Teen Magazine đình đám xứ Trung. Rất nhiều fan đã chờ đợi và coi đây là màn comeback showbiz ngoạn mục của Phạm Băng Băng sau 3 năm bị cấm vận. Vậy nhưng khi vừa lên sóng, tạp chí đã phải vội vã gỡ ảnh xuống kèm theo hứa hẹn hoàn trả lại số tiền cho những ai đặt mua trước, tất cả vì phản ứng dữ dội của dư luận. Làn sóng chỉ trích Phạm Băng Băng dâng cao, đặt câu hỏi vì sao Phạm Băng Băng vẫn có thể ngang nhiên xuất hiện dù phạm phải tội tày đình là trốn thuế. Sau đó, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh, người đẹp gặt hái nhiều thành công với thương hiệu Fan Beauty chuyên chăm sóc da. Tuy nhiên về hình ảnh đại diện, Phạm Băng Băng vẫn bị tẩy chay ngầm. Theo thông tin, nữ diễn viên từng bỏ túi 10 triệu tệ, 35 tỷ đồng sau 4 phút livestream bán hàng. Công việc tưởng chừng vô cùng thuận lợi, nhưng cuối cùng lại bị chính quản điện ra văn bản, cấm các nghệ sĩ có vết nhơ trong quá khứ được phép livestream bán hàng. Phạm Băng Băng và Lý Tiểu Lộ chính là hai nhân vật nằm trong tầm ngắm. Không còn lồng lộn sang chảnh như trước đây, Phạm Băng Băng sau 3 năm sóng gió đã xây dựng hình tượng bình dân. Nữ diễn viên không còn khoe nhiều hình ảnh giàu sang như trước, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường, bình dị. Người hâm mộ hoàn toàn có thể bắt gặp Phạm Băng Băng xuất hiện trên phố. Trong ngày sinh nhật của Phạm Băng Băng, cư dân mạng phát hiện ra hội chị em showbiz đều chưa có động tĩnh chúc mừng nữ diễn viên. Nhiều khán giả bày tỏ có lẽ các ngôi sao khác cũng ngại vướng vào loạt rắc rối của Phạm gia. Bởi kể từ khi Triệu Vy và Trịnh Sảng hay Ngô Diệt Phàm bị phong sát, Phạm Băng Băng cũng liên tục bị xéo tên. Cách đây không lâu, dư luận Trung Quốc xôn xao trước danh sách nghệ sĩ ô danh lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Trong đó, tên của Phạm Băng Băng cũng bị liệt kê. Có thể nói, việc quay trở lại showbiz của Phạm Băng Băng là vô cùng mong manh.